Hello, xin miến chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một một số vấn đề, tức là mới làm YouTube thì cần những trang thiết bị gì để hỗ trợ các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào xem cái cách làm YouTube của mình các bạn nhé. Thì thực tế mình làm YouTube thì cũng rất đơn giản thôi. Đây đây là khu vực làm việc của mình này. Hồi nãy mình đi nghỉ trưa thì vẫn còn bỏ máy cho một số bạn, hình như là vẫn còn live stream, với lại các bạn cũng còn công chiếu gì mình cũng bỏ đấy. Thì thực tế đây là cái khu vực làm việc của mình, rất đơn giản các bạn ạ. Đấy, thực tế là những cái dụng cụ làm YouTube của mình thì đây. Đấy, mình chỉ bao gồm một chiếc máy tính. Bên kia là có một chiếc chân quay đấy, một chiếc chân quay ba chạc của mình. Còn đây là chiếc ghế huyền thoại của mình nha các bạn nhé. Đấy, nhiều bạn thường xuyên xem mình livestream thì các bạn sẽ thấy được chiếc ghế huyền thoại của mình. Đấy, thực tế là mình làm YouTube cũng rất đơn giản thôi. Và đây thì mình cũng có một chiếc gimbal nữa. Đấy, thực tế với các bạn là mình làm YouTube rất đơn giản, chỉ có một chiếc chân quay này. À, một chiếc gimbal, đây là một chiếc gimbal rẻ tiền thôi, hàng đây là mini S đấy, nó cũng rất rất là to, trong ra nhiều lúc là cũng 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 khá bất tiện, nó cũng không được nhỏ gọn nhiều đấy. Đây là cây gimbal thì đấy, và bình thường là mình vẫn hay ngồi đây. Còn đây là có một cái sáo nữa này, đây là một cái sáo rẻ tiền thôi đấy. Đây, cái sáo rẻ tiền các bạn ơi, cái sáo này có 100k thôi. Thì thường ngày mình làm việc ấy, đây đây vẫn còn một số anh chị vẫn còn đang làm. Thì bình thường ngày thường mình làm việc thì mình cũng ra đây nhiều lúc cũng cũng chết lắm đấy, căng thẳng đầu óc, là mình cũng nhiều lúc mình hay có cái kiểu gọi là thích văn nghệ một chút đấy, cho nên là nhiều lúc mình cũng hay thổi nghêu ngao một vài bài cho nó đỡ xả chết. Thế thì bây giờ trước khi vào làm việc chẳng hạn, như vào để ủng hộ cho các bạn đang livestream hoặc là công chiếu hoặc ra những cái video mới, thì mình cũng sẽ giải trí một bài cùng các bạn nhé. Thì đây là cái sáo của mình, bây giờ mình sẽ thổi một bài sáo cây nhà lá vườn đấy. Mình là dân nghiệp dư nha các bạn, nhìn là biết nha, nếu mà là các giới nghệ Rồi bây sĩ. giờ mình sẽ chuẩn bị một số đạo cụ nha. Đây là đây, mình sẽ đeo tai nghe vào đây nha. Bây giờ mình sẽ dùng bằng cây cây sáo này 100k phục vụ các bạn một bài, một bản nhạc Bolero được mang tên là Duyên Phận. Xin mời tất cả các bạn lắng nghe. Tuy rằng không được hay cho lắm, nhưng đây là cái tấm lòng của mình gửi tặng đến tất cả quý vị và các bạn. Thank you.
tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ. Do mới làm YouTube cho nên là kênh của mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Vì vậy là rất mong được sự đóng góp ý kiến của tất cả quý vị và các bạn. Thì Tám Tinh cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn. Rất mong được quý vị và các bạn ủng hộ, like và đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của Tám Đinh Vlog để Tám Đinh Vlog có thêm niềm động lực và cố gắng phát huy kênh YouTube của mình được tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.